trước khi mà ba đến với Hoàng Cụt Thống á, thì ba gặp những cái vấn đề gì về xương khớp à? Ba là coi như là đau chứ nhỉ, ba là đau đau từ bóng đi, từ bóng xuống mà xuống ấy chỗ cái mặt cả đi. Dạ. Ba lên đây thì ông đỡ tiêm cho, vừa đầu là tiêm hai và tiêm này, đỡ lại lên đây tiêm tiếp hai mũi nữa. À. Rồi về này đau tớn. Về lại đau tớn hơn. Thì là mọi bữa là không đi được quá nặng, gần đi thì là ba đi lại thôi. Như vậy là quá cái sự mô tả của ba Tuyệt cũng như là những cái kết quả thăm khám, mà đặc biệt là trong đó đã có kết quả chụp cộng hưởng tư rồi, thì là ba được khám và chẩn đoán là bị thoát vị địa đệm cấp gây ra hiện tượng chen ép thân kinh tòa, ba trái chân à cái chân đặc biệt là chân bên trái ba nhỉ, là bị co rút rất là đau đớn khó chịu không đi lại được. Và trị liệu tại Hoàng Cụt Thống thì nay là ba đã gần như là đi lại vận động bình thường ba nhỉ. Bây giờ có con đau nữa không ạ? Ba thì nói chúng tôi dư là đi dài đường thì đau. Dạ. Đi ngắn ngắn đấy thì là tức là mọi cái sinh hoạt trong nhà là ba hoàn toàn tự thực hiện được, tự đi được và đi trong nhà bình thường. Và không phải ICU nữa đúng không? Không phải ICU nữa. Bệnh tình của mình nó cải thiện được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi ạ? À? Thì dư đó chúng là 6 về đi là có những được khoảng 70% thôi.